Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV Tiếp tục với series review các server thì hôm nay mình sẽ về cái server S14 để review cho anh em xem về cái tình hình của server này nó như thế nào nha anh em ơi à, Và server S14 có tên đó là Kim Sơn Và hiện tại thì đang có cái hoạt động thương nhân tây vật thì mình sẽ dành ít phút để xem cái nhật ký đấu giá của thương nhân ngày hôm qua xem là bên server này đấu có căng hay không anh em ạ à. Đây, chúng ta hãy cùng xem nha. Wow! Mới vào anh em thấy Rương đá chọn level 4 mà đấu 650 ngân sức là mình thấy hơi căng căng rồi đó. Một cái server cũ mà đấu những cái viên này. Ở thời điểm hiện tại thì mức giá này là khá căng rồi nha anh em. 650, 400 và 550 luôn. Ủa chúng ta có đá hồn đường giảng mà 350 ngân sức. Ủa chơi thì ghê vậy trời. Đường giảng đó nha anh em. 350 ngân sức nè. Ui, ui, ngu cơ tuyệt thế 200. Mấy cái viên này server mình chắc tầm 1 hoặc 50 ngân sức thôi anh em ạ. Wow. Đá hồn dương tận thầm 450, dương tận thầm thì không nói, dương tận thầm chắc có nhiều anh em sẽ chưa có. À, chúng ta coi, Diệp Đinh Nhi là 300 nè. Bên này sách kỹ năng huyền thông 850 ngân sức luôn, hai quyển tiếp tục ôi linh khí mà 50 ngân sức anh em à đây là server cũ rồi nha linh khí mà đâu có 50 ngân sức thì cũng một cái giá khá là chát nha anh em wow để coi hoàng chú tạo đồ phổ 100 ngân sức luôn quá chịu chơi anh em à quá chịu chơi hoàng chú tạo đồ phổ phải nói là những server này đã ra rất lâu rồi chúng ta có quyển bạch kim tuyệt học 950 cái này thì 950 thì giá sẽ hơi thấp ha à bạch kim trang tuyệt học là 500 ngân sức hai hai mảnh bạch kim. Rồi, còn gì nữa? Hợp chọn vũ khí bộ mạng 3S 1200 ngân sức. Ôi mảnh yên ngựa 100 ngân sức nữa nè. Wow. Trời tinh đăng đăng cũng 150 ngân sức luôn nè anh em ơi. Ghê vậy. Ô server này mấy cái trang bị này đấu quá trời cao anh em ạ. À. Đồ ngựa là lên 50 100 ngân sức hết. Tùy hầu châu là 250. Còn gì nữa đây à, Chúng ta sẽ có một cái Hiếm bất thần linh Cục chân nguyên 1k7 ngân sức Bên này cũng k7 k7 luôn Bùa tiến cấp hồi đáng ngũ hành thì 650 và 850 Wow truyền thiết lệnh 100 150 nữa kìa Ở Bên này úp, úp truyền thiết lệnh cho cờ ghê ya. Quá ghê nè mà Như vậy chúng ta có thể thấy được là cái tình hình bản đấu giá à, Thương dân Tây Vực Tại cái cụm server S14 này vẫn diễn ra rất căng thẳng và bây giờ thì mình sẽ đi vào để xem tình hình trong server này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là danh sách về các ban hội. Chúng ta thấy là ở server hiện tại có tổng cộng là 7 ban hội nha. Và trong đó thì có khoảng 4 ban đầu có lượng quy danh rất lớn. Ở thời điểm hiện tại hôm nay là ngày thứ năm thì với mốc 22.000 quy danh thì cũng chưa quá gọi là cao nha anh em. Tầm này phải lên khoảng 26-27.000 thì gọi là cái ban hoạt động à náo nhiệt nha anh em ơi, còn mức 22 là mức trung bình. À, chúng ta sẽ có ban Hoàng Gia, Tiêu Dao và Chiến Thần. À, rồi ban Thiên Sát nữa nhưng mình nghĩ là hai cái ban đầu này là đang chiếm ưu thế hơn về số lượng ạc cũng như là những ạc top, mình nghĩ là như vậy. Chúng ta hãy vào xem cái bảng xếp hạng lực chiến thì anh em thấy là có ban Hoàng Gia nè. Hoàng Gia một ạc, trong này có Tiêu Dao, Chiến Thần, Tiêu Dao Chiến Thần thì chiếm đại đa số hơn. Hoàng Gia thì đang top 1 nha, nhưng mà cái số lượng ạc nằm trong bảng xếp hạng top lực chiến đầu tiên chúng ta thấy có Chiến Thần với Tiêu Dao nhiều hơn vẫn là chiến thần và tiêu giao chiến thần và tiêu giao đây nè à. hoàng gia có thêm một ạt ha chiến thần tiêu giao đây có một thiên sát bữa nay chúng ta lại có ba bốn hoàng gia thiên sát rồi rồi xem sơ sơ như vậy thôi thì uh, trong cái bảng tóm lực chiến này có lẽ là mình sẽ review cho anh em uh, chút là mình sẽ review chi tiết về ạc, uh, rô gia thái tử và các vô trượng đó hai ạt mình sẽ chọn ra để review cho anh em và lý do vì sao mình chọn hai ạc này thì chúng ta hãy cùng kiểm tra một số cái thông tin tiếp theo À, về các vấn đề cá nhân thì bên này chúng ta sẽ có cấp độ hấp dẫn thành tựu và gia viên, cái này thì mình không quan tâm lắm. Về trang bị cơ bản thì hiện tại cái Akamaki Luffy này á đang có cái mức trang bị cao nhất. Trang bị cơ bản đó chính là những cái dòng tỷ luyện của anh em rồi bậc trang bị bạch kim đó anh em ạ. Đó. Và trong này thì chúng ta không thấy cái vô trường lúc nãy ha, chỉ có hạt uh, rô gia thái tử thôi. Về cường hóa, cường hóa thì cái này không có gì để bàn cãi rồi, ờ, không có gì để review cả. Nhưng mà chúng ta thấy có hạt vô trường cường hóa vẫn chưa full 200 anh em ạ, à. đây, chưa full 200 nha. Khảm đá, khảm đá thì hiện tại vô trường đang giữ vị trí top 1 về cái mức lực chiến khảm đá rất là nhiều luôn, với 3 triệu 817 ngàn 550 điểm thú cưỡi chân nguyên chân nguyên thì chúng ta thấy là vi tiểu bảo giữ top 1 vô trường top 2 long tứ gia top 3 nói chung là chân nguyên chắc tầm khoảng 3 đến 4 dòng cam thôi nè, mà không quá nhiều ha rồi phi phong phi phong đang thuộc về vô trường và cái điểm trên lệch với top 2 rất là nhiều ở đây nè anh em thấy không cái phi phong chút nữa sôi chi tiết cho anh em coi đồng hành cũng là vô trưởng đang giữ top đồng hành luôn tiếp theo có lòng tứ gia rồi có rô gia thái tử Nội đơn đồng hành thì vô trượng vẫn nằm top nhưng mà gia Thái Tử thì nằm ở vị trí thấp hơn anh em ạ. À. Thấp hơn rất là nhiều so với uh, vô trường và Long Tứ Gia. Như vậy có vẻ vô trượng và Long Tứ Gia đầu tư khá là đều. Đây là môn khách. Môn khách thì vô trường vẫn nằm top ha. Long Tứ Gia. Rồi tụ bảo bồn. Tăng sao. Tăng sao vô trường vẫn nằm tốt nha anh em. Và tiếp theo là vì tiểu bảo và rô gia như vậy anh em thấy là xếp về các cái thứ hạng trong các cái trang bị thì vô trượng rõ ràng đang chiêu thế rất là nhiều về huyền binh thì vẫn là vô trượng đây này mà tiếp theo long tứ gia nè tới rô gia rồi tiếp tục tôi hỏa tôi hỏa thì bên này sẽ có vô trượng với vi tiểu bảo tôi hỏa chính là trang bị bạch kim nha anh em à không trang bị kim cương cuối cùng là mệnh khí Ồ mệnh khí long tứ gia nhiều vậy à Đấy, anh coi thêm cái phần huyền thông nữa rồi mình sẽ đi vào chi tiết. Như vậy huyền thông vô trường vẫn đang nằm top. Tiếp theo là Rô Gia Thái Tử. Ok ha, xem sơ sơ như vậy thì anh em thấy là hiện tại nổi bật nhất có lẽ chính là nhân vật vô trường và cái lông tứ gia này. Thôi thì có lẽ là mình sẽ soi ba nhân vật luôn nha anh em. Vô trường, lông tứ gia và Rô Gia Thái Tử tại vì Rô Gia Thái Tử là nhân vật top 1 mà đúng không? Người ta cài được chiến top 1 thì mình cũng phải xem trang bị của người ta như thế nào mà lên top 1 nhưng mà những cái ship hạng khác thì không có top anh em ạ. À. Đầu tiên có lẽ là mình sẽ sôi cho anh em nhân vật vô trưởng trước. Đây, nhân vật này đang chơi một phái thiếu lâm với mốc lực chiến là 62.620.629 điểm nha anh em. Rồi xem thông tin và chúng ta thấy ngay vào mắt chúng ta đó chính là một cái chỉ số sinh lực rất cao anh em ạ. À. 12 triệu sinh lực. Trời ơi và kèm theo cái lượng sinh lực đó là cái chỉ số rất cao. Đó là chỉ số tấn công 197 000 Thật sự mà nói với Thiếu Lâm thì cái chỉ số này là cái chỉ số rất cao. Đây là môn phái có chỉ số tấn công không quá nhiều nha anh em. Nhưng mà nhân vật của chúng ta đã đạt được cái chỉ số là 197.000 tấn công này thì phải nói là rất khủng khiếp ở cái môn phái thiếu lâm Và chỉ số thể chất là 11.500, sức mạnh 10.500 và nhanh nhẹn 9.500 à, Linh hoạt đó là 7.900 ha Bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái món trang bị xem Nó sẽ như thế nào anh em ạ à? Và anh em thấy là nhân vật vũ trường này đã có được cái con um, đồng hành Hoa Mộc Lan Và chúng ta đã thức tỉnh lần 2 luôn rồi kỳ tài thức tỉnh và một kỹ năng hai kỹ năng bạch kim nha với kỹ năng thức tỉnh lần hai đâu đây cấp 15 anh em à cộng sinh lực cơ bản thể chất 20 phần làm chậm và kháng tê liệt nữa trời ơi, quá ngon đây chính là cái chỉ số của con hoa mục lan đây anh em tăng sát thương cuối triệt tiêu thương cuối sinh lực hiện tại và miễn sát thương bạo kích nói chung là nó chỉ chỉ trên nhiều ở cái cái chỗ đó là cái 8 triệt tiêu sát thương cuối này còn những cái chỉ số mà tăng sát thương cuối và cái uh, sinh lực cũng như là miễn sinh học kích thì nó cũng không có quá trình lệch nhiều. Nhưng nói chung tiền nào của đó mà anh em ơi, mình có thêm cái kỹ thức tỉnh lần 2 cộng vào cho anh em. Rồi, uh, con trương tam phong. Chúng ta có kỹ thức tỉnh cấp 15 trên 15. Và cộng sức mạnh anh em ạ, à, tỷ lệ một kích cơ bản và hút sinh lực điểm. Tiếp theo, Đạt ma Trụ đặc mà 3 kỹ năng bạch kim và chúng ta có kỹ 15 trên 15 cũng tăng tiêu đầu kích cơ bản và sức mạnh luôn. Tiếp theo là Hoàng Vũ 3 kỹ năng bạch kim và ở đây cũng là cấp kỹ 15 luôn anh em ạ, tăng tấn công thể chất và hút sinh lực điểm. Như vậy là anh em có thể thấy được là nhân vật này đang sở hữu tổng cộng 4 con đồng hành 4S và các cấp kỹ đều đạt cấp 15 cả nha, quá tuyệt vời. À, về uh, trang bị ngựa thì mình nghĩ là chắc cũng bật 14 hết rồi đây bật 14 nội đơn nhân vật đang giữ vị trí top 1 nội đơn bên này hút sinh chính là anh em ạ à. rồi linh hoạt sát thương thuộc tính cục nội đơn tiếp theo là một cái cục kháng hút sinh 9% nhanh nhẹn và sát thương thuộc tính anh em ạ à. cục này là cục tăng sát thương bạo kích wow hút sinh lực Ui, cái cục này có một phần trăm anh em mà trời đúng là kiểu màu cam khen người luôn à, tiếp theo chúng ta có tấn công 10% phần trăm đó rồi đây là gì sát thương bạo kích 6% trăm cục này là cục kháng hút sinh lực được 5% trăm anh em ạ à. và đây là cục tăng về tấn công 6% phần trăm nói chung là nội đơn chúng ta cũng có đầu tư vào uhm, nội đơn thì đầu tư nó hơi chuông tí nhưng mà một điều anh em nhìn thấy là do nhau này chỉ gia viên cấp 5 thôi nha anh em. độ thoải mái là level 21. Không có tập trung quá nhiều về cái lực chiến gia viên. Nhận đến là nhân vật này mặc dù cái lực chiến anh em thấy có 62m thôi. Nhưng mà cái chỉ số bên trong thì rất là cao. Kính mạch thì đã full đến mạch uh, Chu Thiên 4 rồi. Chúng ta có môn khách. Ở đây thì mình đã có môn khách Trương Tâm Phong. Uh, để coi thuộc tính cơ bản nha. Linh hoạt là 770 điểm. Có nghĩa là con Trương Tâm Phong đã bước lên được năm uh, sao anh em ạ. 5 sao. Những con môn khách khác cũng đã lên 5 sao ở đây chơi hai con hiệu suất phục hồi à, được 36% hiệu suất phục hồi này em ạ. ra thiếu lâm phiên bản này với phiên bản cung lô tỉnh thì búp hiệu suất phục hồi này nhiều khi nó cũng vô dụng thôi anh em. Bởi vì chúng ta đứng trong cái vòng anh em mà nhận cái à, dính cái vòng của con cung lô là chúng ta không thể nào hồi máu được. Không hồi máu được từ những cái kỹ năng những cái à, môn phái mà có khả năng tự động hồi máu nha anh em thì mình sẽ không hồi được. Ví dụ thiếu lâm chúng ta dựa vào cái la hán trận để anh em hồi máu. Còn những cái cái như mà hút sinh lực á, thì chúng ta vẫn hút được nha anh em chứ không phải nên nó nó chặn cái hút sinh lực đâu. Hút thì mình vẫn hút được nhưng mà hồi máu thì không hồi được. Những đó là Thiếu Lâm phiên bản này gần như là bị tắt điện với cung luôn. Rồi tiếp theo là tuyệt học để mình coi nhân vật này biểu tuyệt học thêm là đây, biểu tuyệt học lấy về thể chất nha, 753 điểm luôn. À, sinh lực là 17.000 điểm, hồi sinh lực 9.002 và sát thuộc tính là 2k rưỡi anh em ạ. À. Chúng ta có kháng thì không búp kháng quá nhiều. Né tránh 1k5, bỏ né tránh là 1k9. Và tiếp theo đó là cái gì đây? Ở dưới này thì ép cái phản đoàn cận chiến lên 13.000 điểm anh em ạ, 13.000 điểm. Như vậy tuyệt học thì tập trung chỉ là phản đòn là chính, mình thấy phản đoàn với sát thuộc tính anh em ơi. Đó là tuyệt học, bị bảo không có, huyền binh có kháng hút sinh 13% nè, miễn sát thu bộ kích 12%, thể chất Wow ha 140 điểm sinh lực nữa Kháng tất cả luôn Chơi cả sinh lực và kháng tất cả à, Ở đây thì không lấy dòng hút sinh anh em ạ à. ừ, Mình thắc mắc là tại sao không chơi dòng hút sinh ha Tính ra là build đúng chuẩn thiếu lâm đó nha anh em Bởi vì bỏ tiền liệu kích là chúng ta giảm cái đa màu kích của đối thủ Kháng tất cả để tăng phòng thủ cho bản thân của mình Sinh lực cũng tăng lượng sinh lực bản thân mình luôn Và thể chất luôn Đúng kiểu là build cái... Uh, thần binh này cái huyền binh này theo môn phái thiếu lâm luôn chứ không phải là theo những cái dòng chuẩn của các môn phái khác nha anh em và ở đây chơi cái thạch trung hỏa cứ mỗi 31 giây tăng 13% bộ kháng tính cuối anh em ạ à. wow là dùng thạch trung hỏa chứ không phải là dùng cái um, cái ấn màu xanh cái cái à không cái uh, huyền diễm trảm bởi vì thiếu lâm thì chắc cũng không dựa vào đòn tấn thường ha đây là cái ý đồ chơi của người ta bạn em thấy là cái những cái dòng này chơi có chủ đích theo thiếu lâm rất là nhiều về mệnh khí thì chúng ta sẽ có được sát thương bầu kích phản đòn tầm xa kháng tất cả phản đòn cận chiến tăng sát thương cuối và triệt tiêu thương cuối thì một cái đinh công đinh tối côn cương đó cấp 5 luôn mình cũng đang kiếm cái này để xài em ạ tại vì phiên bản này giờ không chơi cái cái màu xanh nữa hầu như là các môn phái hồi phục chỉ có tiêu dao thôi à mà anh em chơi cung lôn thì chúng ta bỏ qua được cái hiệu quả hồi máu nó rồi nên mình không cần chơi cái kỹ màu xanh mình sẽ chơi kỹ màu vàng này rồi bên này mình sẽ coi cái vi phong trước nha có kháng hút sinh nè có phản đòn miễn thương có sát thương hệ thủy có miễn sát thương một kích một phần trăm nữa có tăng sát thương cuối có sát thương hệ mộc sinh lực cơ bản phản đòn cận chiến và thời gian kháng bất lợi và anh em thấy cái vi phong này chúng ta có tổng cộng là 9 dòng và trong đó thì có đã có cái 8 dòng đầu là hỗ trợ rất tốt cho một phái thiếu lâm luôn mình không kể cái dòng thời gian khá bất lợi này nha thật ra thiếu lâm thì khi này bước bự lên chúng ta đã miễn dịch các trạng thái khống chế rồi nên cũng không có quan tâm đến cái kháng bất lợi này em ạ rồi chúng ta có kháng hút sinh phản động miễn thương ở đây thì mình sẽ không có dòng hút sinh thôi nhà chỉ tiết là không có dòng hút sinh thôi em ạ à, mình không có hút sinh trong nội đơn cũng không có hút sinh trong cái huy phong thì đã thiếu một cái lượng hút sinh rồi hy vọng là thiếu lâm này vẫn vẫn khỏe ha rồi tiếp theo là cái chân nguyên chúng ta có né tránh kháng tất cả bộ né tránh thể chất tỷ lệ kích cơ bản nhanh nhẹn sức mạnh và bộ qua tỷ lệ kích cơ bản đây là những dòng chân nguyên chuẩn cho thiếu lâm nha anh em ơi chúng ta không dùng dùng không dùng cái dòng bộ kháng tất cả mà dùng cái dòng đó là kháng tất cả và kể cả bộ qua tỷ lệ kích cơ bản nha à, đúng chuẩn biểu thiếu lâm thật là trâu càng trâu càng tốt đồng phu thiết cốt và ứng xanh thành nhà lộ rồi, mình sẽ coi về tăng sao. Tăng sao thì rất là nhiều rồi. Coi đáng ngũ hành trước cái đã. Hút sinh, tấn công cơ bản. Có lẽ là mình sẽ soi tăng sao đáng ngũ hành thôi. Những viên đá này thì nó cơ bản và chung hết rồi. Nên mà không có gì để bàn cãi cả. Đây, tăng sao đã full. À, bạch kim thì không có quá full bậc nha anh em. tổng sư bậc 6 thôi. Đá ngũ hành thì anh em thấy là nó chơi một dòng. Chỉ một dòng thôi. Đó là miễn sẽ thuộc bộ kích. Wow, trung viên luôn trời ơi, ghê dậy trung viên quá dữ, sinh lực, sức mạnh tấn công. Chơi chiền đá ngũ hành, tấn công. Wow, hạt này không có chơi đá ngũ hành hai vòng mà chơi một vòng thôi lấy tấn công. Bực 3 nhanh nhẹn. Và anh em thấy đó là chúng ta có một cái viên này thì chưa được. Tinh quẩn này cần phải đút lại bao tay ủa bao tay có luyện sao nha ghê chưa tăng sao mà luyện sao nữa kìa sinh lực nhanh nhẹn và sát thuộc tính đó bao tay cự môn nhẫn thì hiện tại cái nhẫn này hiện tại đang cường hóa 194 chắc cũng sắp lên 200 anh em ạ à. nhẫn chúng ta có đá ngũ hành 5 dòng sát thương một kích và bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản hạ viên chu thiên tinh uẩn Áo mình sẽ có gì đây? năm dòng luôn, kháng tất cả sinh lực ở ừ, tiết quá ha. Mình đem cái dòng thể chất này lên hai dòng kháng tất cả thì cũng ngon hơn. Nó cộng thêm cái lượng máu khá là nhiều. Chúng ta cũng đã lên sao khá là đều rồi anh em ạ. Tinh quẩn cấp hạ viên. Ngọc bội. Ngọc bội đây. Có sinh lực, có sát thuộc tính và bỏ qua kháng tất cả cơ bản. Chúng ta có tinh quẩn ngọc bội là linh hoạt thời gian kháng tê, Ngọc Bội thì có lẽ phải đúc lại để kiếm cái dòng miễn sát thuộc kích anh em ạ. À. Đây mình sẽ có gì sinh lực nè, nhanh nhẹn và tỉ lệ kích cơ bản. Rồi. Trung viên luôn nha. Ồ đai lên trung viên luôn kìa anh em, quá ghê, thật sự quá ghê. Phú mình sẽ có gì đây? Sao thì đã lên rồi nha anh em ơi, mình không nói sao, sao thì có lẽ soi anh em vừa thấy liền luôn rồi. À, chúng ta có thể chất sát thương một kích một ừ, tiết quá hai cái dòng sát thương một kích này đẩy lên trên à, kháng tất cả thì đẹp hơn ha thêm cái lượng đam cho thiếu lâm nhưng mà lấy kháng thì giúp thiếu lâm lại càng trâu hơn anh em ạ à. à, một cái viên hạ viên thể chất mà được kháng học sinh 12% sinh lực nó quá đẹp cho cái viên này anh em ạ à. viên tinh quẩn này phải nói là quá đẹp ba dòng tuyệt vời cuối cùng đó chính là đôi dài u đôi dài được tăng sao luyện sao luôn nè anh em trên 80% nha. Mỹ xô một kích và né tránh. Rồi. Hạ viên. Triệt tiêu, nhanh nhẹn và sinh lực luôn. rồi sao ép được dòng sinh lực này hay ta? Trời đang chơi thiếu lâm mà lấy mấy dòng sinh lực này vào là bao hồi bao máu luôn anh em ạ. À. Như vậy anh em thấy là đây là một cái nhân vật thiếu lâm build khá là khủng với các dòng chỉ số và được búp lên anh em thấy một cái lượng tấn công rất là cao đó chính là chúng ta có 197 trăm chín biết sao tấn công nhiều quá anh em thật sự anh em ép tấn công sao hay thật sự mấy cái này mình chịu thua rồi thôi chuyển sang nhân vật khác để mình review cho anh em đó chính là nhân vật uh... Long tứ gia anh em mà mình sẽ review sơ sơ về nhân vật Long tứ gia và Rô gia thái tử nha Long Tứ Gia thì chúng ta thấy trong các cái bảng xếp hạng thì ạc này cũng đứng vị trí top 2 rất là nhiều. Hiện tại đang chơi tiêu giao và có mốc sinh lực đó là 60m anh em ạ. À. Nhưng mà lực chiến ở trong này chỉ có 59m thôi. Trong ngoài này thì là 60 Tấn công rất là cao nha anh em. 195.000 tấn công. Vậy các chỉ số nhanh nhẹn, chỉ số sức mạnh. Wow, sức mạnh rất là cao. 11.300 sức mạnh luôn. Ồ, khủng khiếp cho ta. Hạt này em sức mạnh khá là hay. Có lẽ là trong chân nguyên có sức mạnh anh em ạ. À. Nhanh nhẹn cũng rất là cao ở đây anh em ạ Và anh em thấy là cấp gia viên chỉ có cấp 4 và độ thoải mái Chỉ có level 12 thôi Một cái à, không hề chơi gia viên chút nào Quá ghê gớm Đồng hành chúng ta có kỹ Cấp 12 trên 12 Cộng tấn công Rồi tiếp tục con Đạt Ma Cấp kỹ cũng là 12 trên 12 luôn Cộng sinh lực cơ bản nhanh nhẹn à, Kháng bị thương 1, 2, 3 kỹ năng bạch kim Đó review lẹ lẹ cho anh em coi nha con này 1, 2, 3, kỹ năng bạch kim, cấp kỹ là 15 trên 15, tăng sức mạnh và sự lực cơ bản. Và tiếp theo là hoa 1 lan, 1, 2 nè. Cấp 10, mới mới tẩy lên cấp 10 thôi anh em ạ. À. Chúng ta có sức mạnh, tiêu lục kích cơ bản và hút sinh lực. Nhưng mà hoa 1 lan này full cấp luôn nha, quá dữ dằn. Thú cửi thì chúng ta có trang bị ngựa bật 14 rồi. bậc 14 hết rồi anh em ạ. À. Nội đơn. Wow, đây là nhân vật hình như là top 2 nội đơn. Nội đơn có nhiều cho nhiều u được 10% hút sinh lực luôn quá đã. Kháng hút sinh 7%, đang cục kháng hút thêm 4% nữa nè anh em. Đây hút sinh 6% nữa. Rồi mình soi sơ sơ như vậy thôi cho anh em xem. À, về mạch thì chúng ta đã có chu thiên lên tới lên cái tầng 4 rồi. Môn khách thì anh em xem các thuộc tính cơ bản của môn khách nè. À, linh hoạt đó là 770 điểm là chứng tỏ là cái con trương tam phong đã tăng lên 5 sao ở đây chúng ta có 36 phần số hiệu sức hồi ha hồi nãy mình quên soi cái tổ hợp của cái ạc uh, vô trượng cho anh em xem hạng vũ ngu cơ trương tam phong nam cung duyệt nè hoàng nha hùng liệt yên nhật tiết đạo nhất chân nhân thiên tinh đạo trưởng tần thủy hoàng lý tư riêng bá triệu văn lý quảng võ tất thiên định nhân kiệt quỷ cốc tử trương tam phong đó là cách chơi môn khách ở bên này tuyệt học hạt này thì búp sức mạnh nó rất là cao nha em 938 điểm sức mạnh luôn à, sinh lực là 13.000 điểm hồi phục sinh lực là 10 cũng 13.000 điểm luôn sát thương tính wow em sát thương tính là tới 44.002 trời ơi hơi bị cao nha gây thật kháng thì không có ép kháng anh em mà không hề ép kháng ép sát thương tính để lấy đam à, thời gian kháng bị thương thì cũng lên được tí không có thời gian kháng chón nhưng mà là có phản đoàn cận chiến là 9.000 như vậy rõ ràng này đang ép về sát thương thuộc tính rất là cao đây nè anh em, sát thương tính sinh lực và cái hồi phục sinh lực ở đây. Đó là tuyệt học Huyền binh tấn công cơ bản, kháng hút sinh lực, sát thương kích, mỹ thu kích, sức mạnh và hút sinh lực 6 dòng chuẩn cho tiêu dao. Chơi kỹ huyền diệm chạm luôn nè. Tiếp theo là chúng ta có um, gì đây? Mệnh khí, Ủa, mình khi có hút sinh 8 kháng hút sinh 8 mà tăng sát thương cuối rồi có tấn công có thời gian bất lợi có sát thương kích nữa. dòng quá đẹp anh em ơi và sử dụng một cái ấn đó là câu vững đoạn hồn giảm 50 phần hiệu suất hồi phục cái này về tiêu dao solo tiêu dao thì ngon nha anh em nhưng mà nếu mà chơi cung lôn thì không nên chơi cái ấn này đâu cung lôn anh em nên chơi ấn ấn vàng à khoan cái 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 kỹ màu vàng nó sẽ lợi hơn tiêu dao thì anh em chơi kỹ này hợp lý phi phong mình sẽ có tấn công phản đòn miễn thương sát thương hệ kim sát thương bạo kích tăng sát thương cuối triệt tiêu sát thương cuối sinh lực cơ bản phản đoàn cận chiến và phản đoàn tầm xa ở đây thì mình không có được cái dòng hút sinh với kháng hút nhưng mà chúng ta có tăng sát thương cuối triệt tiêu sát thương cuối và phản đoàn miễn thương rồi cũng có những dòng phi phong rất là ngon nhưng mà nói chung phi phong này đem solo thì nó sẽ không bằng những cái phi phong mà có thêm dòng kháng hút sinh và hút sinh anh em ạ kiểu kiểu như vậy chân nguyên thì mình sẽ có bộ kháng tất cả thể chất thì độ kích kháng tất cả bộ né tránh né tránh nhanh nhẹn sức mạnh ở đây thì không chơi cái dòng đó là bộ qua tiểu độ kích cơ bản ha mình sẽ sâu sơ sơ về cái dàn đá ngũ hành bên ạc này Ác này thì chúng ta thấy là cái cường hóa đã lên full 200 rồi à, sao thì mới chỉ nhú vừa mới nhú lên được một chút xíu nhưng mà anh em thấy vũ khí cũng đã được tăng có tăng và có luyện nha anh em chứ không phải là chỉ tăng không đâu cái này là sao của thái độ thái đậu 10 đấy anh em ạ à hiện tại nhân vật này lên tới thái đậu 19 rồi đây là sao của thái độ thái đậu một hai ba bốn năm đó anh em hút sinh tấn công một cái dòng đá ngũ hành và cái tình quẩn thì chúng ta có tăng sát thương cuối đây wow đẹp quá tiếp theo bên này cũng được tăng sao luyện sao nó về cái phần tăng sao luyện sao của nhân vật này á thì chúng ta thấy là không bằng nhân vật vô trường không bằng nhân vật vô trường nha anh em nhưng mà về dàn đá ngũ hành thì chúng ta thấy là nhân vật này có sở hữu những cái dòng khá là tuyệt vời ở đây. Dây chuyền, dây chuyền chưa có lên sao thái đẩu nè. Đá ngũ hành năm dòng nha, sinh lực, nhanh nhẹn tấn công, bộ này chánh. Bầu tay, đây tăng sao và luyện sao. Ủa năm dòng tiếp tục anh em ơi, kháng tất cả nhanh nhẹn luôn, sinh lực, bộ này chánh. Tiếp tục đến nhẫn, nhẫn chúng ta cũng chưa có tăng sao luyện sao gì cả chưa có tăng sao của cấp thái độ nha nhưng mà có sát thương bộ kích có phản đoàn tầm xa tiếp tục áo áo vừa mới nhú lên được tí xíu <laughs> nhú lên được một cái sao của thái độ đây nè mà áo có thể chất và sinh lực rồi sức mạnh trung viên luôn ngụy đã vậy trung viên có kháng tất cả có linh hoạt Ngọc bội cũng chưa tăng sao luyện sao Nói chung hạt này thì vẫn đang bị thọt sao anh em ơi Đang bị thọt sao rồi Sẽ thuộc tính bộ kháng tất cả Chúng ta có thái Ất. Tiếp theo là Đai Đai vừa mới lên được tí xíu của thái đẩu 10 thôi anh em Nhanh nhẹn tỷ lệ kháng bạo đây sinh lực Còn lành U lại là cái trung viên nữa nè Đã chưa tiếp theo đây là cái phù sát thương kích thể chất phù khéo sinh 8 nè cuối cùng là đôi dài đôi dài cũng được tăng sao luyện sao nha đây là sao của cấp thay đổi 10 miễn sát thương kích và né tránh thiên ất anh em mà có triệt tiêu hơn cuối là được rồi nhanh nhẹn thì nói chung là chúng ta thấy là ăn nhân vật long thứ gia này chơi dạng như là đầu tư vừa phải đó anh em không có đầu tư gọi là nhiều nhưng mà chỉ số nhân vật này thì vẫn rất là cao khá là cao và đa số là lực chiến thật thôi không có lực chiến gia viên đó là nhân vật Long Tứ Gia à, tiếp theo là mình sẽ review cho anh em một cái nhân vật cuối cùng ở server này đó là nhân vật Roja Thái Tử nha đây là nhân vật top một lực chiến nên mình cũng phải ưu ái trong clip này nhân vật này thì hiện tại đang sở hữu một lực chiến đó là 64 triệu lực chiến sinh lực là 6 triệu 6 chỉ số tấn công của đào hoa là 179 ngàn À, hôm nay mình cũng chưa có nhớ là chỉ số tấn công đào hoa ở mức bao nhiêu thì mới gọi là cao Nhưng 179.000 thì mình nghĩ cũng khá là cao Và anh em thấy là sức mạnh gần đến 12.000 anh em ạ à. 12.000 chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn là 10.500 Rồi cấp gia viên cấp 6, bắt đầu thoải mái chỉ có level 16 thôi Anh em thấy rõ ràng server này không có chơi gia viên nhiều Tốt lực chiến, không có ham lực chiến gia viên anh em ạ à. Chúng ta có đồng hành Đạt ma cấp kỹ là 12, tăng sinh lực, uh, kháng bị thương và tê liệt ở đây. 1 2 kỹ năng bạch kim. Trương Tam Phong là hai kỹ năng bạch kim, kỹ thức tính lần hai là cấp 15, tăng sinh lực cơ bản nhanh nhẹn, tăng nhân vật 30% chón, 30% làm chậm. Tiếp theo là con Quan Vũ, hai kỹ năng bạch kim, tăng sức mạnh, đây là cấp kỹ 12 nha, tỉ lệ kích cơ bản và hút sinh lực điểm. Cuối cùng là Võ Tắc Thiên. Cấp kỹ cấp 10 sức mạnh, tỉ lệ kích cơ bản anh em ạ. Rồi thú cưỡi Trang bị ngựa bậc 14 Hình như là có cái bằng đạp à, Cũng bậc 14 luôn rồi Ê, Vẫn còn cái yên bậc 13 nè Bên này đấu đầu ngựa căng quá mà gì đâu bằng trăm ngân sức Bởi vậy ạc top 1 chúng ta chưa lên nổi anh em ơi Trang bị ngựa Bí kiếp Nội đơn Ảc này thì không có đầu tư nhiều về nội đơn Có nhiều chơi nhiều đó anh em Kiểu kiểu như vậy Ồ được cái kháng hút sinh 7% quá ngon chứ bộ hút sinh 6% nữa nè Kinh mạch thì đã lên chu thiên đến mạch tầng 4 rồi à, Môn khách Môn khách thì chúng ta cũng có môn khách Trương Tam Phong đây nha anh em ơi Rồi thuộc tính cơ bản Hiện tại Trương Tam Phong vẫn chưa full được uh, năm 5 sao Tổ hợp mình có hạng vũ ngu cơ Có bộ kháng hút sinh, bộ tỷ liệu kích cơ bản, bộ né tránh Bộ tấn công, Triệt tiêu thương cuối mỹ sát thương kích và tăng sát thương cuối đây huyền binh kháng hút sinh hút sinh sức mạnh sát thương bạo kích mỹ thương kích và tấn công rồi đào hoa chơi mấy này là hợp lý à, tiếp theo là mệnh khí anh em ơi u uh, có tỷ lô kích nè có tăng sát thương cuối có sát thương hệ kim có thời gian kháng tính hút sinh lực và sinh lực cơ bản Nên em ạ tính ra dòng cũng rất ngon nha anh em dòng đam rất là nhiều tỷ lô kích là sát thương cuối rồi sát thương hệ kim nữa chúng ta có dòng thủ đó là dòng hút sinh với dòng sinh lực thêm cái dòng thời gian kháng học tính ba dòng thủ ba dòng công đào hoa chơi cái 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 uh, kỹ, kỹ kỹ xanh nè à. mình nghĩ nên chơi kỹ vàng tăng bỏ qua kháng tính kháng tính rồi coi cái phi phong nha hút sinh lực nè phản đòn miễn thương triệt tiêu thân cuối kháng hút sinh né tránh mình thấy là bộ năm dòng đầu này rất là ngon rồi chúng ta có phản đoạn cận chiến điểm thì liệu tính bỏ qua kháng tất cả 45% nữa cái này mà tẩy thì mấy dòng sau nữa lên nữa là quá đẹp anh em ạ à. mình có hút được rồi có kháng hút có phản đầu miễn thương giống như kiểu này là full thủ luôn nè anh em năm <laughs> dòng đầu đúng là full thủ ha né tránh kháng hút cũng thủ triệt tiêu cũng thủ phản đầu miễn thương cũng thủ hút sinh hút sinh thì nó cũng là phòng thủ năm dòng phòng thủ chỉ có mỗi cái dòng uh, bỏ kháng tất cả này gọi là dòng đam thôi phản đòn cận chiến thì tính ra nó cũng là dòng thủ vừa thủ vừa đam hồ phi phong này thì lại không thích hợp chơi đào hoa cho lắm chân nguyên có nhanh nhẹn né tránh bộ né tránh tỷ lệ kích cơ bản à, bỏ tỷ lệ kích cơ bản bao kháng sức mạnh thể chất và tỷ lệ kích cơ bản chơi những dòng chân nguyên chuẩn thôi chúng ta sẽ lấy thêm dòng bỏ kháng tất cả ha rồi mình sẽ coi, coi sơ về dàn đá ngũ hành Hiện tại nhân vật này chỉ được tăng sao lên ở cấp thái đẩu 10. Chúng ta chưa lên được um, thái đẩu 11, 12. Mình nói thái đẩu 10 chắc anh em hiểu rồi đúng không? Ừ. Chưa có lên cái hình của cái con trâu đó anh em ạ. À. Đó. Đã ngũ hành bộ kháng hút sinh. Tiếc quá không có dòng sức mạnh hoặc dòng tấn công. Nhưng mà có bộ kháng 3 ngàn mấy điểm cũng ngon. Vẫn chưa có tinh quẩn của vũ khí. Đây. Lên được sao của thái đẩu 11 này anh em ạ. À. Mỹ sẽ thủ kết sinh lực Rồi sơ 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 nha anh em ơi Có tấn công bộ né tránh nhanh nhẹn. U3 dòng quá quá ngon luôn nè ta Bầu tai bầu tai đã được tăng sao Nhưng mà chưa luyện sao anh em ạ à. bao Bầu tai này chúng ta chưa luyện sao lên 80% nha Có kháng tất cả sát thương lục tính Bộ né tránh ở đây Nhẫn sinh lực bỏ qua tỷ liệu kích cơ bản sức mạnh hạ viên tăng sức mạnh đây à, áo thì anh em cũng đã có được sao có cấp thái độ 10 rồi có được sinh lực có kháng kim và kháng tất cả một cái này mà ba dòng hai dòng cuối này cho cái dòng khác là, là quá tuyệt vời hay có thể là phản đòn phản đòn cận chiến hoặc là bỏ tỷ lệ kích cơ bản hoặc là cái dòng thể chất thay mấy dòng này thì sẽ ngon hơn anh em ạ Ngọc Bội cũng đã được lên sao thái đổi 10. Linh hoạt, sát thuộc tính, bộ kháng tất cả. Ảt này thì thấy chơi đáo hành nhiều hơn, nhưng mà dòng thì nó sẽ kiểu không bằng mấy ạc, mấy lúc nãy mình soi đầu tiên cho anh em xem. Ở Ngọc Bội chúng ta chưa có tinh quẩn. Đai thì mình cũng đã lên sao được thái đổ, thái mười 11 anh em ạ. À. Rồi có tỷ lệ kháng thuộc tính, tỷ lệ bộ kích cơ bản nhanh nhẹn. Dòng này thì mình không thích lắm. Nhưng mà có thể kích cơ bản thì có lẽ chơi đào hoa cũng sẽ hợp anh em ơi. Và anh em thấy rất là rõ ràng là nhân vật tấp 1 này đầu tư về các cái tinh quẩn không bằng à, những nhân vật lúc nãy mình vừa soi cho anh em. À, ở cái phù này mình có được dòng bộ né tránh với sát thương kích. Hai dòng này là quá ngon rồi. Quá ngon tuyệt vời anh em ạ. À. Nhưng chúng ta vẫn chưa có tinh quẩn phù. Cuối cùng đó chính là đôi giày cũng chưa được tăng sao và luyện sao và anh em thấy có kháng thổ phiên bản này có kháng thổ là đẹp rồi anh em ạ à. Mình sẽ số thu một kích vậy thì chưa được luyện sao nha anh em và cũng dễ hiểu thôi tại vì nhân vật top 1 này thuộc về một cái bang mà mình thấy các nhân vật top không quá cao dẫn đến là có lẽ những cái hoạt động nữ đế liên server hoặc là tầng thủy hoàng anh em ạ à. không có cạnh tranh lại với những bang khác chúng ta không có được cái tinh quẩn để lên đồ thì có lẽ là như vậy những cái hạt này thì thuộc những cái bang mà mình thấy lực chiến đều hơn rồi, nói chung là tình hình tại bên server S14 Kim Sơn này thì mình thấy là hiện tại các nhân vật cũng đang có sự đầu tư rất là nhiều bài bản và đặc biệt rơi vào những cái nhân vật top và chúng ta thấy lực chiến của họ đều đều nhau anh em ơi. Một cái đặc biệt nữa là server này họ không có chơi lực chiến gia viên và chúng ta thấy không có lực chiến quá khủng khiếp ở đây, nhưng mà những chỉ số mà những nhân vật này sở hữu thì lại rất là khủng khiếp nha anh em. Đó, rất là ghê gớm. Rồi có lẽ là dừng mình mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để theo dõi hết cái video này. Và nếu như anh em cảm thấy video này nó hữu ích hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.